Là mình quên in ra văn đây. Trong tay mình hiện tại bây giờ đang là một cái sim của Limo. Cái này thì mình vừa mới có đăng ký thử xem nó như thế nào để giới thiệu với mọi người cách đăng ký ấy. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Sau khi mình đăng ký một ngày thì ngày hôm sau sẽ có mail của bên Limo, người ta xác nhận ok nhé, giới thiệu mình ok và ngày hôm sau người ta đã gửi cho mình. Đây, nếu mà mọi người mà đăng ký sớm một chút ấy, buổi sáng ấy, thì người ta sẽ gửi cho mọi người vào ngày hôm sau luôn nhé. Mình thấy nó khá là nhanh, rất là nhanh ấy. Ở bên trong này thì nó có một cái sim, sim cao độ này của Limo này, màu rất là đẹp luôn. Đây, nó của Shopbank nhé. Và thêm một cái quyển sách nữa hướng dẫn mọi người cách cài đặt lần đầu. Đây, khi mọi người mà nhận sim thì mọi người mở cái này ra để mình xem cái cách cài đặt của nó nhé. Cái này mình sẽ làm trong cái video tiếp theo cho mọi người cùng theo dõi. Và cuối cùng đó là một tờ nhập hàng thôi, không có gì. Đó, cái này mình thấy nó đăng ký cũng không có gì là khó khăn đâu. Nếu bạn nào mà muốn chuyển từ mạng khác sang ấy, giữ nguyên số sử dụng thì mọi người xin cái mã MNP trước nhé. Và nếu mà như người nước ngoài như mình ấy thì mình cần chuẩn bị đó là thẻ ngoại kiều này. Và thêm một cái nữa, phải bắt buộc phải có thêm hộ chiếu nữa. Mình phải chụp ảnh hộ chiếu cái mặt ngoài cùng của mình nữa nhé. Đó, còn cách thanh toán thì mọi người có thể sử dụng cái thẻ credit cũng được, hoặc là thẻ ngân hàng, tuy nhiên là Zucho thì không sử dụng được đâu nhé. Nếu bạn nào mà có những cái thẻ như ngân hàng lớn ví dụ như Mizuho này, hoặc là UFJ này, Sona hay là Mitsubishi Sumitomo, hoặc là những cái ngân hàng địa phương hoặc quỹ tín dụng, mọi người đều có thể sử dụng được nhá. Rất là nhiều, không phải là tất cả nhưng mà rất là nhiều. Rồi sau khi mọi người chuẩn bị xong hết thì vào thì mọi người cùng theo dõi. Vì phía sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký nhá. Nó cũng không có gì là khó khăn đâu. Giờ bây giờ mình sẽ vào bắt đầu nhá. Nên mọi người vào Google nhá. Và tìm cho mình cái Limo. Vào cho mình cái trang web limo.jp để mình đăng ký nhé. Đây nó có gói 3GB 990 yên này. Gói 20GB 2C 728 yên nhé. Đây, mọi người đăng ký gói 20GB sẽ được tặng một màn này. Chỉ khuyến mại của nó đấy. Đăng ký trả cùng với Shopbank có rất nhiều stamp của miễn phí này. Hoặc là chương trình khuyến mại gọi nữa. Mình sẽ kéo xuống dưới nhé, nhấn vào Imat Sugu Musikomi. Đây, mọi người có thể giữ nguyên số, chuyển từ mạng khác sang hoặc là đăng ký mới. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cả hai nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuyển từ mạng khác sang đi, nhấn vào bên trái này. Bạn nào đăng ký mới thì xem phía sau của mình nhé. Đây, mình sẽ chọn chuyển từ mạng nào sang, Docomo, AU, đặt cái tên ở bên trên cùng này, Shopbank, Y-Mobile hoặc Line Mobile thì mọi người tích vào nhé. Đây, sim cái này mọi người để nguyên đi. Đây, cái này là các bước của nó đây. Chuẩn bị giấy tờ ra. Xong máy thì phải mở khóa này. Đấy, sau đó là nhập mã MNP. Đó, rồi là đăng ký tài khoản ngân hàng chẳng hạn đấy. Đây, mình sẽ kéo xuống dưới nhá. Và nhấn vào Sabisu Sentaku Susumu này. Chọn gói mình muốn đăng ký nhá. Và ghi hoặc 20GB đi. Cái này là gọi, nghe gọi mọi người có đăng ký không hay không đăng ký và nhấn vào Nasi nhé. Nhấn vào tiếp tục đi. Nhấn cho mình cái số điện thoại mọi người muốn chuyển mạng nhé. Norikae đến qua Bango này. Đây, sau đó là nhập mã MNP. Cái này mọi người phải xin mã MNP trước nhé. Tiếp đến là hạn của cái mã MNP mọi người điền vào cho mình. Phần tiếp dưới là phần quốc tịch. Tiếp nữa là thông tin nhé. Cái này nó sẽ chung so với bên đăng ký mới. Thì bây giờ mình sẽ quay ra, mình hướng dẫn mọi người, bạn nào mà đăng ký mới nhé. Đó, nhấn vào Atadashi Denwa Bango này. Sau kéo xuống dưới cho mình. Cái này là để nguyên thôi, mình sẽ sử dụng sim. Đây, cái này là mọi người phải chuẩn bị giấy tờ nhé. Chuẩn bị thẻ ngoại kiều với hộ chiếu ra. Máy lốc rồi thì máy iPhone. Nếu iPhone thì trên iPhone 6S là ok. Rồi cái thanh toán này, đây các bước nhé. Đấy, mình sẽ phải nhập những thông tin của mình này. Sau đó có mail thẩm định, sau đó là gửi sim. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký gói 3GB nhé. Bạn nào đăng ký 20GB thì tích vào. 3GB nó sẽ không có chương trình khuyến mại một màn này. Tiếp đến là phần nghe gọi nhé. Nếu mà đăng ký trong vòng 5 phút ấy, thì năm đầu tiên rất là không yên này. Còn không giới hạn thì là 1C1 này. Còn không đăng ký thì là 22 yên trong vòng 30 giây nhá. Mọi người tích vào phần nào thì tích nhá. Sau đó nhấn vào sư sư mự cho mình.
Rồi đến quốc tịch nhá. Mọi người chọn cho mình cái Nihon Ikigai này, người nước ngoài ấy. Thế đến là họ tên, bên trên thì nhập Romaji cho mình. Romaji viết bình thường nhá. Dưới là tên Katakana nè. Giới tính, nam hay nữ. Ngày tháng năm sinh nhá. Mọi người đánh vào. Tiếp đến là nhập mail cho mình, mọi người nhập mail chính xác vào nhé. Tí mình sẽ phải lấy mã qua mail đấy. Và nhấn vào nin số sư tử này. Thì người ta sẽ gửi mã về mail, mọi người mở mail lên nhé. Lấy cho mình cái mã. Đã nhập cho mình cái mã này vào. Nên nó sẽ tự chuyển sang nhé. Tiếp tục. Đến số điện thoại nhé, số điện thoại có thể liên lạc được này. Mọi người có thể đăng ký cả cái số điện thoại mà mọi người muốn chuyển mạng cũng được nhé. Đến mã bưu điện, 7 chữ số. Rồi nhấn vào center cự này, nó sẽ ra cái bưu điện nhà mình này. Rồi đánh cái tên tòa nhà, số phòng của mình còn lại nhé. Rồi tiếp tục là người sử dụng. Là bên trên tích như thế này ấy, thì nó là tự mình nhá, của mình. Còn bên dưới là của gia đình, mình cứ để nguyên thế này đi. Tiếp đến là nhập cho mình mật khẩu 4 số của SIM line nhá. Mọi người nhớ đi, mật khẩu này đừng quên nhá. Tiếp theo là chọn cách thức thanh toán, mọi người có thể chọn thẻ credit hoặc là tài khoản ngân hàng. Nếu mà chọn thẻ credit ấy, đây mình sẽ nhấn vào thẻ credit nhá. Mọi người đánh cho mình cái số thẻ vào. Và tích vào phần tên thẻ với tên mình đăng ký giống nhau này, lên thời hạn của thẻ và sau đó là mã số bí mật nhé. Mọi người điền đầy đủ thông tin vào là được nhé. Còn ai mà sử dụng tài khoản ngân hàng ấy thì mọi người vào phần tài khoản ngân hàng này. Tài khoản ngân hàng lớn nào có thì mọi người tích bên trên nhé. Còn tài khoản không có thì mọi người tích ở bên dưới cho mình. Và nhấn vào tô đô cử này, phần tím tím ấy. Nhấn vào đôi tê xứ ghế này. Bây giờ mình sẽ liên kết tài khoản ngân hàng nhé. Bây giờ mình sẽ liên kết tài khoản SMBC đi, Michi Sumitomo, mình sẽ nhấn vào đây. Đánh cho mình mã tài khoản và mã chi nhánh vào nhé. Mã chi nhánh ở trên 3 số ấy và mã tài khoản ở dưới. Rồi tiếp đến, cái này mọi người không được quay lại đâu nhé. Và nhấn vào Kinju. Đây là cái tài khoản ngân hàng của mình liên kết thôi. Nhập mật khẩu 4 số của thẻ ATM vào. Ta nhấn vào login nhé. Đây thông tin liên kết internet tổ Ricomi. Ta nhập ngày tháng năm sinh của mình vào cho mình này. Cái phần Senengapi này. Sau đó tích vào phần dưới. Ta nhấn vào Moshikomi. Mình đăng ký chuyển tài khoản đấy. Rồi tiếp đến là mình sẽ phải upload cái gì nhỉ? Cái giấy tờ cá nhân của mình nhé. Đầu tiên thì mọi người nếu mà ai có vĩnh trú thì mọi người tích bên trên, không có thì tích như mình đây. Eduken Nasi nhé. Đấy, mình sẽ phải chụp ảnh thẻ ngoại kiều và hộ chiếu. Đây nó có 3 phần của nó đấy. Mặt trước này, mặt sau của thẻ ngoại kiều và hộ chiếu. Này bắt buộc nhé. Bên ngân hàng người ta gửi mail cho mình thôi. Đó, mọi người nhấn vào chụp ảnh này. Chụp sao cho nó nét vào nhé. Nhấn vào chụp ảnh cho mình. Mình sẽ chụp mặt trước của nó trước nhé. Rồi nhấn vào sử dụng ảnh này. Ok. Mình upload nó lên đã. Tiếp đến là mặt sau nhé. Đó, mặt sau ấy. Nhấn vào chụp ảnh này. Ok. Rồi, nhấn vào OK cho mình. Tiếp đến mình sẽ chụp hộ chiếu nhé. Mọi người mở cái mặt ngoài cùng ấy, có ảnh của mình ra. Và chụp lại cho mình. Này, nhấn vào chụp ảnh này. Rồi, upload lên. OK. Xong
rồi nhé, bên dưới thì nhập cho mình cái thời hạn của thẻ ngoại kiều của mình vào. Rồi bên dưới thì tích để nguyên đấy. Tên và địa chỉ của mình giống với tên đăng ký nhá. Trên thẻ của mình giống đăng ký thì mình để nguyên. Và nhấn vào sư mở đi. Đây là nội dung mà mình vừa đăng ký xong, người ta cho mình xem lại thôi. Đăng ký mới này. Và sim này. Bên dưới thì tiền đăng ký, tiền hợp đồng không mất nhá, không yên nhá. Hàng tháng của mình để trả là 990 yên này, bên dưới là thông tin của mình. Mọi người xem lại thông tin có vấn đề gì không nhá. Tài khoản mình liên kết là Michi Sumitomo này. Không thuộc đối tượng. Nhấn vào sư mượn cho mình nhá. Đây là những cái lưu ý liên quan đến đăng ký này. Hoặc là những cái chú ý khi hợp đồng. Thì mọi người tích vào cái phần đỏ đỏ cho mình. Đó, đó mình xác nhận xong những cái chú ý rồi nhé. Tiếp đến, tích vào đồng ý. In cái nữa. Cái này là giấy tờ hợp đồng ấy. Người ta hỏi mình là có muốn chuyển về nhà qua giấy hay không thì mình cứ để nguyên cái này đi. Mình cứ xem qua app thôi nhé. Qua trang web ấy, thì mình cứ để nguyên như thế. Đó, tích vào đồng ý. Sau đó nhấn vào các cái tên sửa đổi cho mình. Rồi xong, mình đã hoàn thành xong đăng ký nhá. Đây là mã số đăng ký của mình đấy. Mọi người lưu lại cái này. Người ta ghi là 1 đến 2 tiếng sau người ta sẽ gửi mail về. Nhưng mà mình thấy người ta gửi mail luôn rồi. Cái mail này là thông báo hoàn thành đăng ký nhá. Xem mà bên dưới thì còn cái gì không nào. Đây máy lock. Cái máy iPhone từ 6S trở lên là mọi người có thể sử dụng được. Đây là các bước sau nhé, người ta sẽ gửi cho mình cái mail hoàn thành đăng ký này. Sau đó là thẩm định xong này, người ta sẽ gửi sim về. Đó, nếu mà mọi người mà đăng ký sớm ấy, ngày hôm sau người ta có thể gửi về cho mình luôn nhé. Sau đó mình cài đặt để mình sử dụng thôi. Không còn gì nữa đâu. Đấy, bước 5 là mọi người có thể liên kết được với tài khoản Line của mình nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Không còn gì nữa. Mình sẽ đi ra ngoài mail nhá, xem cái mail người ta vừa gửi cho mình ấy. Cái này là thông tin mà mình đăng ký thôi. Hoàn thành đăng ký rồi. Và đến ngày hôm sau là người ta đã gửi cho mình một cái mail là phát hành sim. Đó, và ngày hôm sau nữa là mình đã nhận được cái sim. Đâu rồi ta? Đây, và đến ngày hôm sau nữa là mình đã nhận được một cái sim của nó đây. Mình thấy đăng ký nó rất là đơn giản, nó đăng ký đơn giản hơn so với cái sim Line ngày xưa ấy. Đấy, ngắn gọn như thế. Đấy, nếu mà các bạn mà có nhu cầu mà đăng ký cho mình một cái sim nghe gọi của Nhật ấy thì mọi người có thể tham khảo cái Limo này nhá. Còn đây cách đăng ký cái cài đặt đầu tiên ấy thì mình sẽ làm trong video tiếp theo, mọi người xem cái video tiếp theo của mình nhá. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái video hướng dẫn mọi người cách đăng ký cái sim Limo ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.